Sáng nay, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục khảo sát thực tế việc xây dựng các dự án hạ tầng phục vụ đời sống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ. Hiện nay, trên địa bàn xã Sông Xoài có hơn 580 hộ với khoảng 2.800 khẩu là đồng bào dân tộc thiểu số. Bà con chủ yếu sống bằng canh tác nông nghiệp và một số ngành tiểu thủ công nghiệp khác. Trong giai đoạn 2022-2023, xã Sông Xoài, thị xã Phú Mỹ có 9 dự án nước sinh hoạt và 2 dự án đường nông thôn được phê duyệt theo nghị quyết số 108 năm 2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, các dự án đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, tổng kinh phí thực hiện hơn 28,1 tỷ đồng. Qua thực tế, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận các công trình đường nông thôn, nước sinh hoạt đã tạo thuận lợi cho người dân trong sản xuất kinh doanh và sinh hoạt hàng ngày, góp phần nâng cao đời sống người đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Sông Xoài. Đoàn cũng ghi nhận một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án. Ngày 8 tháng 3, đoàn giám sát sẽ tiếp tục làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ về các nội dung này.